Xin kính chào các anh chị đã quay trở lại kênh Sài Gòn House. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị những cái quang cảnh trong khu đô thị 5 sao. Đây là những cái cảnh flycam do bên em thực hiện các chị. Đây là shop house này các chị, bên tay phải này. Đây là con đường D2 cổng chính của dự án. Lát nữa thì các anh chị sẽ được view toàn cảnh của dự án luôn. Ở góc nhìn flycam thì nhìn khá là đẹp. Tuy nhiên thì các anh chị sẽ đi thực tế, mình sẽ nhìn bằng những cái video dưới đất sẽ đẹp hơn các chị. Đây là khu vực hồ cánh sen. Hiện tại hồ cánh sen này đang được dọn dẹp trở lại và tương lai sẽ rất là đẹp. Đây là view của sân golf này các chị. Sân golf của dự án 5 sao. Nhà biệt thự đường D2. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu một số cái pháp lý cũng như là một số chất lượng xây dựng trong công trình của khu đô thị 5 sao. Đây là một căn nhà chuẩn bị đang ép cọc các anh chị. Cọc ở đây là cọc bê tông, mỗi cọc này dài 12m các anh chị. Ở đây thì sẽ ép cọc những cái chỗ mà chịu lực, những cái cột của căn nhà. Chúng ta sẽ ép hai cọc, tức là tim đôi các anh chị. Mình sẽ ép hết tải. Ở đây thì chúng ta sẽ ép cọc đôi. Đây là những anh thợ công nhân đang ép cọc nè các chị, cọc bê tông luôn các chị nha. Những căn nhà ở trong 5 sao này xây 3 tấm rưỡi và được ép cọc rất là chất lượng các chị nha. Đây là cái căn nhà bên em đang xây dựng và chuẩn bị bán luôn các chị. Thì hôm nay em sẽ review cho các anh chị những cái quá trình mà thi công một căn nhà trong khu đô thị 5 sao. Đây là cái giai đoạn đầu thi công này, chúng ta sẽ ép cọc. Sau đó chúng ta sẽ làm móng các chị nha, đà kiềng móng. Ở đây thì công nhân đang nối kết nối hai cái cọc lại và hàn nối lại với nhau. Đó, sau khi hàn thì sẽ cọc sẽ được ép sâu xuống hết tải để có thể chịu được những cái lực căn nhà đè xuống. Ở đây thì tải là khoảng 80 tấn các chị. Sau khi hàn xong thì cái cọc này sẽ được ép sâu xuống cho hết tải luôn. Và sau khi mà ép cọc xong thì bên xây dựng sẽ làm đà kiềng các kiểu để mình có thể làm gia cố móng các chị. Những cái cột chịu lực thì mình sẽ ép cọc hai cặp tim đôi, tức là một cái lỗ hai cọc. Ở trong 5 sao này mình phải ép cọc hết móng, cọc hết các anh chị nha. Cọc này là cọc bê tông. Đây mình sẽ ép xuống. Và lát nữa thì các anh chị cũng sẽ được đi tham quan một vòng quanh trong khu đô thị 5 sao. Em sẽ giới thiệu những cái giá đất cũng như giá nhà trong này. Và pháp lý như thế nào thì em cũng sẽ nói rõ cho các anh chị được rõ luôn. Và hiện tại thì em cũng sẽ nói cập nhật giá cả cho các anh chị xem. Và nếu các anh chị chưa đăng ký kênh thì hãy giúp em nhấn vào nút đăng ký bên dưới, hoặc là nhấn vào nút đăng ký like, share, comment để mình sẽ nhận được nhiều thông tin hơn. Đây là mình đang ép cọc xuống này các chị. Sau khi ép cọc chúng ta sẽ xây đà kiềng móng và sau đó chúng ta sẽ thực hiện phần xây khung của căn nhà như là tường, đi điện nước này đó. Và cuối cùng là chúng ta sẽ hoàn thiện căn nhà, hoàn thiện bên trong, bên ngoài căn nhà, sơn này, nội thất các kiểu. Cọc này là cọc bê tông và ép xuống chịu tải khoảng 80 đến 120 tấn và ép rất là chắc chắn nha các anh chị. Những cái chỗ mà chịu lực thì chúng ta sẽ ép tim đôi, tức là một cái lỗ mình sẽ ép hai cọc và mỗi cọc sâu khoảng 12m, chịu được tải là hơn 80 tấn các chị. Và trong 5 sao này thì xây những căn nhà là 3 tấm rưỡi, một trệt, hai lầu và một áp mái. Ở trên thì cũng cái mái thì cũng đổ bê tông luôn. Khu đô thị 5 sao này có tổng diện tích khoảng hơn 400 hecta. Đây là khu đô thị 5 sao Five Star Eco City, là khu sinh thái.
và rất nhiều video em đã làm về khu đô thị 5 sao 1. Thì những khu đô thị 5 sao 1 hiện tại thì đất thì còn rất là ít. Chính vì thế thì những nhà thầu xây dựng không xây nhiều bên đó để bán nữa các chị. Giá đất ít, giá đất cao rồi các chị. Và cái lượng đất còn lại rất là ít. Chính vì thế giá được đẩy lên rất là cao. Và vì thế thì hiện tại những anh chị xây dựng như bên em đang chuyển dần qua khu đô thị 5 sao 2. Vì khu này đất rất là nhiều, tới 400 hectare. Và ở đây thì có rất là nhiều tiện ích như shop house, trung tâm thương mại chuẩn bị khai trương vào tháng 2 2021. Và ở đây có sẵn như là sân tennis, đá banh, sân golf, trung tâm hội nghị khách hàng, trường học, trạm y tế. Có rất là nhiều các cái tiện ích trong này mà các anh chị có thể sử dụng sau này. Và đây là một cái thành phố xây dựng kiểu mẫu như của Phú Mỹ Hưng, được thiết kế đường xá rất là bài bản, cây xanh cũng rất là bài bản luôn các chị. Và đây là một khu vực rất là đáng sống, cách chợ Bình Chánh của chúng ta khoảng 3 cây đi theo đường Đinh Đức Hiện. Và nếu chúng ta lên quận Nhất thì khoảng 23 cây, đi khoảng 30 phút theo đường Võ Văn Kiệt, quốc lộ 1A là tới. Và ở đây có cái con đường cao tốc nó sắp là thông xe, chính vì thế thì di chuyển vào trung tâm khá là thuận lợi. Đó, sau khi mà ép cọc xong nè các chị, ép cọc này hết luôn nè, hết tải luôn. Sau khi ép cọc xong thì các thợ công nhân mình sẽ tiến hành xây đà kiềng của cái móng. Và sau đó chúng ta sẽ xây lên những cái bức tường. Đó, bây giờ ép trên hết tải luôn các chị. Tải này thì khoảng 80 tấn đến 120 tấn. Chịu lực là 3 tấm rưỡi. Giá đất ở khu vực này đường nhỏ thì khoảng tầm 20 triệu một mét vuông. Đường lớn từ 24, 26, 30 triệu một mét. Đây là những cái cọc bê tông này các chị. Đó, cọc bê tông này mình sẽ ép một căn nhà là nguyên một cái đống bê tông này đây, đống cọc này khá là nhiều. Căn nhà này ép khá là kỹ, một cái cột được nhờ ép ba cọc luôn các chị. Đây là cổng phụ của dự án này các chị, đó là cổng đường D1 nha. Kế bên là có sân đá banh và sân tennis. Đó, căn nhà này khá như nhiều cọc ép luôn các chị, rất là kỹ luôn. Ép kỹ thì chúng ta sẽ không bị nứt tường hay núng nhà về sau này. Đây là đường D1 các chị nha. Lát nữa thì em sẽ quay cận cảnh từng con đường cho các anh chị và đồng thời cũng như báo giá cho các anh chị luôn. Và sau khi mà ép cọc thì bên xây dựng sẽ làm những cái đà kiềng như vậy của móng này các chị. Làm đà kiềng và đồng thời thì sẽ đào những cái điện nước rồi hố ga, hầm vệ sinh vân vân, mình sẽ làm sẵn luôn. Đi sẵn những cái đường ống này, đó. Đây là đường ống nước thải sinh hoạt và đường ống nước thải sẽ được làm riêng. Đây là những cái đà kiềng ở chỗ những cái cột mình sẽ xây lên, nó sẽ chịu lực ở đây. Ở đây là đà kiềng của móng chị nha. Sau khi mà mình ép cọc xong thì những cái cọc nó nằm ở chỗ chịu lực này này. Ở đây những cái chỗ mà chịu lực thì chúng ta làm những cái đà kiềng lớn ra, diện tích lớn hơn. Ở đây là chỗ chịu lực này. Chính vì thế căn nhà chúng ta sẽ rất là chắc chắn luôn mấy chị nha. Đây là chỗ cột chính của căn nhà. Đó. Mình sẽ đang đà kiềng lớn hơn. Đây là những cái bể vệ sinh. Đó, chúng ta sẽ làm sẵn luôn. Đây là chỗ đà kiềng sân sau. Ở đây là cái móng được làm gia cố thêm một lần nữa, nó sẽ đè lên cái cọc ép của chúng ta và một cái khối đà kiềng rất là lớn chịu lực cho căn nhà. Và sau khi làm như vậy thì chúng ta sẽ xây lên phần thô như vậy, xây phần thô và đi điện nước bên trong
camera, internet. Đó, ở đây là những cái căn mà bên em đang xây dựng nha. Diện tích là ngang 5 giá 20, giá hiện tại là 3 tỷ 9 một căn. 5 20, căn này là hướng Tây nha các chị. Nếu các anh chị có nhu cầu thì liên hệ, mình sẽ mua luôn. Đường D7 gần shop house ha. Căn này là căn bán rồi này. Sau khi mà xây thô xong thì sẽ hoàn thiện giống căn này luôn các chị nha. Đó. Đây là một căn đường D9 này cũng bán rồi luôn. Kế bên có một căn nha, 520 hướng Nam, đang được xây dựng phần thô và hoàn thiện. Đây. Nếu các anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ, căn này cũng khoảng 3 tỷ 9 luôn các chị nha. Giá đất ở đây thì nếu mà đường này trên 20 triệu một mét rồi các anh chị. Diện tích 520 là diện tích khá là đẹp, vì thế thì giá khá là cao. Con này đường này là đường D9. Đó. Đây cũng có một căn hướng Đông này. Đó, các anh chị thấy các anh chị công nhân đang hoàn thiện này, sơn bên ngoài, sơn chống thấm này. Đó. Đó là căn hướng Đông, cũng khoảng 3 tỷ 9, các anh chị cũng nhu cầu hãy liên hệ. Rồi sau đây em sẽ giới thiệu một số con đường cũng như giá đất ở trong khu đô thị 5 sao. Đây là cổng chính của khu đô thị 5 sao Five Star Eco City. Cổng chính, đây là đường D1, đây là đường D2 các anh chị ha. Như các anh chị thấy bảng thông báo là khai trương siêu thị vào ngày 1 tháng 2 2021. Đây là siêu thị của dự án khu đô thị 5 sao. Đây có một cái nhà biệt thự của sếp tổng, kế đối diện là những cái single. Lát nữa thì các anh chị sẽ xem những cái phần này. Đây em sẽ quay trước cho các anh chị xem thôi. Trailer ha. Dự án mở rộng. Đường D2 của chúng ta. Đó, view rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào tham quan dự án luôn nha các anh chị nha. Từ chợ Bình Chánh, đây là quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A các anh chị đi từ Bình Tân đi xuống, vòng xoay An Lạc xuống đây khoảng 6 cây thì chúng ta sẽ đụng cái chợ Bình Chánh này trên đường quốc lộ 1A. Đối diện chúng ta sẽ nhìn thấy ngân hàng ACB ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ, có cái bảng chỉ dẫn vô khu đô thị 5 sao. Và chúng ta quẹo trái là chúng ta sẽ vào đường Đinh Đức Thiện này. Đường Đinh Đức Thiện này thì hiện tại khá là hẹp và lưu lượng xe đi lại rất là nhiều, chính vì thế sẽ được mở rộng trong tương lai 50m. Lộ giới của con đường này là tính từ tim đường là 25m và sẽ mở rộng ra mỗi bên là 25m. Con đường này sẽ rộng là 50m các anh chị nha. Rồi, chúng ta đi từ chợ Bình Chánh đi vô đây khoảng 3 cây là chúng ta sẽ thấy khu đô thị sinh thái 5 sao này. Và đây là những cái căn shop house, những cái căn trung tâm thương mại đang được hoàn thiện. Và theo thông báo của dự án thì sẽ hoạt động vào ngày 1 tháng 2 2021, tức là chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Đây là cổng chính của dự án này các chị. Và đây là đường D2. Đường D2 có shop house này và có bảng thông báo khai trương vào tháng 2 2021. Và đường này thì giá hiện tại nó tầm khoảng 26 đến 30 triệu một mét vuông. Tức là một lô đất ở đây nếu mà diện tích 5 x 20 thì có giá là khoảng 2 tỷ 6 tới 3 tỷ. Đối diện là cái sân golf của dự án. Đây là cái vòng xoay khá là đẹp nha. Đối diện là một cái trung tâm chăm sóc khách hàng, hội nghị quốc tế. Đối diện cũng có một cái công viên của dự án khá là lớn. Đây là công viên nhiều người gọi là công viên con voi. Và đối diện là một cái công viên nhà gỗ. Và tiếp theo thì dự án đang san lấp mặt bằng ở đây, mở rộng giai đoạn tiếp theo 78 hectare này. Dự án này đang san bằng thì chắc chưa ra sổ đâu các anh chị. Trong này thì có một số lô chưa có sổ, và những cái lô chưa có sổ thì tầm 15-16 triệu một mét, chưa ra sổ các chị nha. Chúng ta vẫn đang đi đường D2 của dự án. Đây là vòng xuyến trung tâm hội nghị quốc tế và chăm sóc khách hàng. Đối diện là sân golf,
sân golf khá là nhỏ thôi. Có một cái nhà biệt thự villa của sếp tổng ở đây. Đây là đường D2, thì như em đã nói, đường D2 này có giá từ 26 đến 30 triệu một mét vuông. Và như vậy chúng ta cũng có thể mua ở đây. Nếu mà chúng ta mua ở trên thành phố thì với giá 20 mấy triệu thì chúng ta không thể mua được. Chúng ta chỉ có mua được trong cái hẻm nhỏ, xe hơi không vào được, thì chúng ta sẽ mua ở đây. Sau này nhà của chúng ta sẽ thành nhà mặt tiền và gần trung tâm thương mại. Đó, đây là đường D7 này. Đường D7 này bên em cũng có khá nhiều căn nhà đang được xây và gần shop house luôn. Shop house này chuẩn bị hoạt động và giá đất nó sẽ rất là tăng. Một cái căn nhà chúng ta mới đi qua đã bán với giá 4 tỷ 6 kế bên shop house. Đây là những căn nhà bên em xây dựng này, bên tay trái, bên tay phải. Bên tay phải hiện tại đó là những căn nhà hướng tây 5x20 có giá là 3 tỷ 9 và đã bán được rất là nhiều căn rồi, chỉ còn 2-3 căn ở đây thôi. Đó. Bên tay trái sẽ là trường học và trạm y tế, cái khu vườn cây đó. Đường D7 này khá là dài, nó kết nối với cổng chính cũng như là cổng phụ của dự án luôn. Chúng ta vẫn đang đi đường D7 và chúng ta ra đường D2 này cũng là một cái đường chính này các chị. Đường D7 này sẽ kết nối dự án tiếp theo của dự án nha, giai đoạn tiếp theo của dự án luôn. Và cũng có rải rác ở đâu đó cũng có rất là nhiều nhà xây. Thì cái đường này thì giá nó tầm trên 20 triệu một mét vuông này các chị. Trên 20 triệu. Và đó là những cái lô có sổ các chị nha, trên 20 triệu đồng. Và giá như vậy chúng ta vẫn có thể sở hữu những cái căn nhà mặt tiền như vậy. Sau này thì nó sẽ hình thành khu phố và chúng ta sẽ trở thành những căn nhà mặt tiền. Đây là đường D9. Đó, ở đây thì có căn nhà bên em cũng bán này, màu xanh là bán rồi. Kế bên có một căn chưa bán. Đó, có một căn hướng đông luôn. Một căn hướng đông và một căn hướng đông và một căn hướng nam. Đó, đây là cái hồ sen. Đây là đường D9 các chị nha. Đường này cũng có giá trên 20 triệu một mét vuông rồi. 20 triệu thì vẫn còn khá rẻ, tại vì mình mua sau này chúng ta sẽ ra mặt tiền. Chứ chúng ta mua ở trên thành phố thì làm sao mà chúng ta có thể có nhà mặt tiền. Và nếu mà giá 20-30 triệu thì chúng ta không thể mua được nhà ở thành phố đâu các chị. Chúng ta chỉ có mua trong một cái hẻm hóc. Đây là đường D18. Đường này thì đối diện công viên cũng như đối diện một cái hồ sen. Đường này giá cũng khá là cao các chị nha. Đường này cũng là một cái đường lớn, giá trên 20 triệu một mét vuông. Ở đây thì có những cái lô có sổ và những cái lô chưa có sổ. Giá trên 20 triệu là những cái lô đã có sổ. Còn nếu các anh chị mua chưa có sổ thì giá tầm khoảng 15-16 triệu một mét vuông. Tuy nhiên khá là rủi ro cho các anh chị, bởi vì mình không biết sổ khi nào ra, hoặc là công ty đang cấm ngân hàng thì không biết là công ty có ra sổ sớm cho mình hay không, rất là rủi ro chỗ đó. Đây là đường D13. Đường này thì giá cũng khá là cao, khoảng 25 triệu một mét, đối diện là shop house. Ở đây cũng có những cái lô giao dịch rồi, 25 triệu một mét. Đây là đường D7. Căn nhà này bán với giá là 4 tỷ 6 nè các chị, đó, bên tay phải. Đường này thì giá cũng cao rồi các chị nha. Nhà xây thì con đường này là những cái căn nhà được xây nhiều nhất. 5x20 hướng tây ha. Bên tay phải là hướng tây, bên tay trái là hướng đông. Hướng đông chỉ có một căn nhà, nhưng mà căn nhà đó chưa có sổ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào cổng phụ của dự án. Cổng phụ đây là đường D1 các chị. Tuy là cổng phụ nhưng mà nó là một cổng mà nhiều người xe đi lại nhiều nhất. Và đây có sân banh, sân tennis. Đó, đây là cái cổng phụ của dự án. Cổng này rất nhiều xe đi lại và cũng là một con đường rất là đẹp. Giá ở con đường này từ 26 đến 30 triệu một mét vuông. Đây là lô thường và lô góc thì giá cao hơn nha các chị. Đây là đường D1 trong khu đô thị 5 sao.
Và nếu các anh chị có nhu cầu về nhà cũng như là đất hay là nhu cầu về xây dựng thì hãy liên hệ với bên em Sài Gòn House. Bên em sẽ nhận bán nhà, bán đất này, bán cho các anh chị, xây dựng cho các anh chị luôn. Đó, các anh chị với giá cả rất là phải chăng cho các anh chị luôn. Xây dựng rất là chất lượng và phải chăng, ép cọc đàng hoàng, đổ thật luôn, đổ bê tông thật, một số nơi đổ bê tông giả, đổ bê tông giả, sàn giả thì giá rất là rẻ, tuy nhiên thì về chất lượng sau này các anh chị sẽ biết ha. Rồi em sẽ review xong một vài cảnh trong khu đô thị 5 sao, pháp lý trong khu đô thị 5 sao, chất lượng xây dựng trong khu đô thị 5 sao, giá đất trong khu đô thị 5 sao. Và các anh chị nên mua hay không thì các anh chị hãy suy tính ha. Mình bỏ ra 1-2 tỷ mình có thể mua đất ở mặt tiền, trong khi với 2-3 tỷ thì chúng ta chỉ mua được một căn nhà trong hẻm hóc ở trên thành phố chật chội. Thì chúng ta sẽ xuống đây, tầm nhìn của chúng ta 5 năm nữa thôi, ở đây sẽ hình thành một khu phố, chúng ta sẽ ra một mặt tiền và chúng ta sẽ thoát cái cảnh mà chui vào những cái hẻm nhỏ ở Sài Gòn. Đây là những căn mà bên em đang xây nè. Căn này là 3 tỷ 9 ha, 5 × 20. Đối diện là trường học. Căn này thì bán rồi. Căn này thì cũng là 3 tỷ 9 luôn, 5 × 20. Hướng Tây. Căn này cũng hướng Tây luôn các chị. Căn này thì hoàn thiện rồi, bán rồi luôn. Rồi nếu các anh chị có nhu cầu thì cứ liên lạc với em ha. Về xây dựng, về pháp lý, giá cả như thế nào thì các anh chị cứ liên lạc theo số Zalo này, số điện thoại này, hoặc là Facebook, hoặc là kênh YouTube, em sẽ trả lời các anh chị. Và các anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là theo dõi những cái bất động sản sắp tới. Bên em có rất là nhiều sản phẩm nha các anh chị, giá từ 300 triệu, 1 tỷ cho đến vài tỷ bên em đều có. Và em rất vui đem lại những thông tin bổ ích cho các anh chị. Các anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cũng như theo dõi. Đồng thời nhớ để lại bình luận bên dưới để em biết rằng các anh chị đang theo dõi kênh của em. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại.